Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện quy trình phê chuẩn ủy viên của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thành lập 9 tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với 66 đại biểu ở 9 huyện, thành phố, thị xã. Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý về các dự thảo nghị quyết, quyết định, quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định thực hiện lịch tiếp xúc cử tri, giám sát kiến nghị cử tri và nội quy kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, xây dựng quy chế làm việc theo đúng luật định, trên tinh thần chặt chẽ, hiệu quả, đổi mới, chuyên nghiệp, đồng thời đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, quy chế làm việc theo ý kiến góp ý của các đại biểu tại phiên họp.